con trong hoạt động nhận biết phân biệt màu đỏ, màu vàng ngày hôm nay. Trước khi vào hoạt động, cô và chúng mình cùng nhau nghe bài hát màu sắc nhé. Tặng màu đẹp tươi chúng tôi cho, và chúng tôi đã có màu đỏ. Đặt bút chì lên giấy kia, vẽ tô một đóa hồng đáng yêu. Nó trông rất đẹp phải không bạn ơi? Bạn không yêu màu đỏ kìa. Nó chỉ là một trong những màu của hộp bút chúng tôi. Sắc màu đẹp tươi chúng tôi chọn, và chúng tôi đã có màu vàng. Đặt bút chì lên giấy kia, vẽ tô một ngôi sao lấp lánh. Nó trông rất đẹp phải không bạn ơi? Bạn không yêu màu vàng tươi kìa. Nó chỉ là một trong những màu của hộp bút chúng tôi. Các con ơi, trong bài hát màu sắc có những màu gì nhỉ? À, có màu đỏ này, màu vàng này. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con nhận biết phân biệt màu đỏ, màu vàng. Chúng mình hãy cùng lắng nghe, quan sát và phát âm theo cô nhé. Hình tròn màu đỏ. Hình tròn màu đỏ. Màu đỏ. Bông hoa màu đỏ. Bông hoa màu đỏ. Quả cà chua màu đỏ. Quả cà chua màu đỏ. Chiếc áo màu đỏ. Chiếc áo màu đỏ. Hình tròn màu vàng. Hình tròn màu vàng. Màu vàng. Ngôi sao màu vàng. Ngôi sao màu vàng. Quả chuối màu vàng. Quả chuối màu vàng. Các con rất là giỏi đấy. Cô có một trò chơi để thưởng cho các con. Trò chơi có tên là Ai tinh mắt. Chúng mình cùng chơi với cô nào. Trên màn hình cô có quả dâu tây, quả xoài, quả ớt, quả chuối, quả cà chua và quả cam. Đồng thời cô đã chuẩn bị một chiếc đĩa màu đỏ, một chiếc đĩa màu vàng. Các con hãy giúp cô xếp những quả có màu đỏ vào đĩa màu đỏ nhé, còn những quả có màu vàng vào đĩa màu vàng. Chúng mình bắt đầu chơi nào. Các con ơi, quả dâu tây có màu gì? Các con xếp vào đĩa có màu gì? À, quả dâu tây có màu đỏ, xếp vào đĩa có màu đỏ các con ạ. À, còn quả xoài thì sao? À, quả xoài có màu vàng, xếp vào đĩa màu vàng. Quả ớt có màu gì? Đúng rồi, quả ớt có màu đỏ nên chúng mình xếp vào đĩa màu đỏ. Quả chuối có màu gì các con nhỉ? À, quả chuối có màu vàng, các con xếp vào đĩa màu vàng nhé. Quả cà chua thì sao? Quả cà chua có màu đỏ nên chúng mình xếp vào đĩa màu gì nhỉ? À, xếp vào đĩa màu đỏ. Cuối cùng, quả cam có màu vàng nên chúng mình xếp vào đĩa màu gì? Đúng rồi, chúng mình sẽ xếp vào đĩa màu vàng. Các con ơi, ngày hôm nay cô và các con đã nhận biết phân biệt màu đỏ, màu vàng. Ở nhà có rất nhiều đồ dùng vật dụng có màu đỏ và màu vàng. Chúng mình hãy cùng tìm những đồ vật đó cho ông bà và bố mẹ cùng xem nhé. Bài học ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin